Nice. Cho anh mũi một cái kỳ nghỉ Tết thôi, đâu là đẹp. Kỳ nghỉ Tết ok. Nhanh mũi nha. U nào. U. U u u. 1 2 3. Wow. GG. Nice job, man. Alo alo. Yeah, man. Nghe. Alo. Một chút thương âm thầm. Một chút. Một chút nữa thôi là ta sẽ hay không. Dạ dạ dạ. Vô anh em ơi. Vô rồi anh em ơi. Dạ. Focus nè, focus nè. Ở bên kia vô anh em. Vô anh em. Một hai. Vô. Bài tên. Việt Nam. Bạn à. Nếu mà cây sinh tê thì nó một hai là. Nhưng mà nó hơi áp lực đội hình mình á. Nếu mình a chóc thì chắc là nó sẽ quýnh kèo cây sinh tê hoặc là. Thôi. Chắc nó quýnh cái chắc à. Tây kia giá của gia chọn đi, a chóc vẫn được luôn. Nó lao vô mà. Thôi thì cây tê cũng được, ấy tay mình cần tăng á. Thì lấy cây sinh tê rồi, ok cây sinh tê. Lấy cây tê đi. Nhưng mà anh không nghĩ thằng này đủ tự tin để đánh của chị già. Nó chỉ hoặc là a chóc thôi. Đó a chóc kìa. Ok, cố lên nha mấy đứa. Ok, đây. Dạ dạ, let's go. Dạ tiếp nha. Let's go anh em. Fighting. 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 Fighting, fighting. Anh đang nhìn mít lên nha, có rừng rồi. Ê, có bot em, có bot em nha. Đánh lão được lại rồi, đánh lên được rồi, ok. Cứ tí qua. Mạng, tập biến mạng. Cho Jim biết trước, Jim biết trước. Được luôn, em được luôn em. Còn lát nha. Ok, đi. Dưới đây. Anh ai nha. Anh sao, anh ngồi quét là cho anh ngồi bên đây, nhìn anh ngồi bên đây, nhìn anh ngồi bên đây. Ok, em đang nhìn đó. Cái đó này hết quay này, tụi nó ra. Dạ, chuẩn bị TP bên này nha cái nha. Thấy nó xong TP rồi nha, cái TP kia. Đây. Mấy đứa còn lát nha em ơi. Em đang rờ qua nè. Lát. Em đang rờ qua. Ok. Mấy cầm lát. Đánh từ từ anh, cho từ giữ vị trí. Có bộ lên em. Chóc rồi. Đừng lát nha. Nhìn chóc anh em. Rồi, được. Đây luôn. Đây cũng lát. Chết rồi. Ai, tao bắt tường kìa. Lát được rồi. Nó thấy anh nha, anh đi vòng luôn nha. Đi theo. Mình đang vòng, mình là sau rồi. Đã bị kén. Chết thì bị sao, để đằng sau rồi, chim. Rồi. Giấy được. Dưới luôn. Lát. Bia lát nha, đánh cover vào lên em ơi. Top chết. Bia lát. Có đồng hồ. Đánh cover giết rừng trước. Giấy hết được rồi, đây còn lát. Lùi. Anh em ơi, bà đòn được. Hấp trước lại bung ra, và ngay lập tức Guri phải bật tắt đèn lên để có thể hỗ trợ đồng đội của mình. Bắn rất nhiều rồi, đằng khác kia Giao bị dính W, anh ta sẽ bị dính bổ một mà thôi, nhưng anh ta vẫn kịp lùi về. Kairi đang di chuyển tới, Sogen vẫn đang tiếp tục W. Anh ta W một người, anh ta quyên một người, Basiro đang tự đưa mình vào trong thế khó, nhưng Kia ngay lập tức chạy ra đang hỗ trợ. Kia đứng quá là trâu. Thật sự núp là tìm chỗ không quay lại nha, tìm chỗ quay lại. Anh em núp đây. Đánh nhau nha. Anh chấp nhận. Nice sir. Nó đang ngập rồi nha. Okay. Ok, anh thích nghe những lời đó. Nhưng mà cẩn thận đó các anh. Anh đeo cái này xong nhìn được anh. Anh nhìn được không? Anh nhìn được không?
anh biết rồi, chơi biết à? Coi top ngay nè, lẹ nè. Zero, hai top top không nổi. Kéo về rất hay, màn trước ở đâu cho Orin nè. Guri, Sogan và Kairi không có cách nào chạy ra khu vực hang sâu. Tầm này là phải sợ sợ rừng á. Ok, này tụi em sợ được. À, tụi em đánh nó thủ được. Rừng còn lát. Rừng còn lát nha anh em ơi, nó lát lên tường á, anh nhìn nó lát lên tường. Ê, hết. Thôi anh hết lát, anh hết lát. Nhìn ra biết chơi được nha anh em. Ai em không biết được như em. Gần đá trong bụi. Em nhìn biết được nha. Anh em vòng nha. Đi ra kia. Rồi. Anh em có vòng nè. Rồi. Anh mà chơi em chơi được. Được. Ê nhìn biết đây nha. AD cả rừng, AD cả rừng. AD lên lát. Cover. Anh cover. Rừng. Tiếp rừng được. Gần đây. Chính hãng chứ không đẩy được ai cả. Khô máu được bung và Sogan bị kẹt lại. 403-040 trên phía GameSport. Đây, chó ăn xong chơi em ơi, nhà đây nha anh em ơi, AD còn lát, AD hết tẩy nè, AD hết lát. Đi theo. Để con ấy nha. Mấy còn lát nha, AD không lát nha. Okay. Em theo được á. Ai đây vòng luôn. Xuống được. Mấy tầm mấy tầm. Mấy tầm. Xuống lát. Ấy bắt chậu sao em, vô rồi. Được. 5 giây có chưa nha. Để vô gì à? Vô rồi. Không rồi còn lát. Lôi em ơi. Ok. Xuống hấp về rất hay. Guri đã bị kẹt lại kia. Gia đang tiếp tục đánh vào người. Đã thủ double kill cho Vaisido. Súng hải tặc nó lên tiếng rồi. Súng hải tặc của Vaisido lên là đồ đúng. Quá chính xác. Hai mạng vừa rồi là minh chứng rất rõ ràng. Mặc dù có rất nhiều người bu vào, nhưng Vaisido vẫn là người có mạng. Em còn đớp nha. Ok, đây. Gần đá lát. Hai chú hai, một người lên top. Ai sao? Nè sơ. Phung Kiyaya. Một vị thần thật sự ở trong ván thi đấu thứ hai này. Mấy con lát nhỉ? Theo. Ok. Dí không cho trận đầu nào. Dí không cho về. Theo luôn. Anh lát một tường không? Ờ, mấy con lát. Thử xem có mầm không đó. Dí đâu. Có lát nhà Rakan đây nha. Anh lát không? Ôi, rồi. Anh chào mừng. Mira lên, bắt tay đẩy về phân chia đà đẩy ra lên. Sau đó tay hợp chân liên lại đẹp không bị kém. Hai mẹ cùng liên tiếp cho đến GameSport. Mới nói Katie định làm gì thì Katie làm ngược lại. Và Viking GameSport họ cũng đang nhận một trái đắng vô cùng lớn. Can đánh nhìn em nha anh em. Có gì đấp chơi đi. Em lên đứng đầu cho anh em đâm nha, đâm chủ nha. Eo Huy nè. Đứng đầu. Đâm chủ chưa. Rồi vô được. Nó tôi đánh ngoài. Đó là rồi. Nhà lính. Mấy đứa còn lát này. À đừng biết không lát này. Xuống gầu sau này. Nhấp được rồi. Có thể núp lại để chơi nha anh em ơi. Bỏ nó ra rồng mà mình chơi nó trước được khi ra nha. Ok. Ai gì khúc này sao? Được cây ra khúc này. Anh em nhìn kìa. À đừng không lát nha, Lên. Đừng lát nha, cứ gì. Cái gì. Cover. Dí theo cái nhà. Dưới chơi được à? Meta không? Dạ. Không được. Nice! Cho anh mũi một cái kỳ nghỉ Tết cho thật là đẹp. Kỳ nghỉ Tết hả? Ok. Nhanh anh mũi nha. U nào. Ô. 1, 2, 3. GG. Nice up man. Let's go. Đi về ăn Tết. Yes. Come on! Oh, let's go! Gần như là! Gần như là!